Nhật thông tin về giá xe Kia mới nhất đầy đủ tất cả các phiên bản đang được phân phối tại Việt Nam. Đánh giá nhanh về từng dòng xe và ưu đãi khi mua xe nếu có. Thương hiệu xe Hàn với nhiều dòng xe đang có vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số xe bán ra trong vài năm trở lại đây như Kia Cerato, Kia Sentos hay Kia Morning. Giá bán hợp lý, trang bị nhiều tính năng và công nghệ hiện đại giúp hãng xe này ngày càng khẳng định vị thế của mình khi ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt. Giá xe Kia Sentos Kia Sentos là dòng xe thuộc phân khúc xe CUV hạng B, tiệm cận CUV hạng C. Xe được lắp ráp trong nước và chính thức giao xe đến khách hàng từ tháng 9 năm 2020. Và độ hot của mẫu xe này được minh chứng chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ khi ra mắt đã dẫn đầu doanh số CUV hạng B trong quý 1 năm 2021, đạp đổ ngôi vương của Hyundai Kona. So sánh giá xe Kia Sentos với đối thủ Xét về giá thì Kia Sentos có giá từ 609 đến 729 triệu đồng nhỉnh hơn EcoSport từ 545 đến 689 triệu đồng, nhưng thấp hơn đối thủ chính Kona từ 636 đến 750 triệu đồng. Ngoài ra còn có Toyota Corolla Cross tiệm cận hạng C cũng được tung ra ngay sau khi Sentos của Kia được ra mắt. Đây được coi là đối thủ đáng gờm nhất và giá bán cũng khá cao từ 720 triệu đồng đến 920 triệu đồng. Giá xe Kia Morning Ngày 14 tháng 11 năm 2020 thì thế hệ mới Kia Morning 2021 đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt với hai phiên bản mới là GT Line và X Line. Đi cùng đó là giá bán từ 439 triệu đồng. Hiện tại, Kia Morning được lắp ráp và phân phối cả hai phiên bản mới và bốn phiên bản cũ đa dạng tầm giá cho khách hàng lựa chọn. Giá bán của Kia Morning thế hệ cũ phiên bản thấp nhất không còn là 299 triệu đồng mà đã tăng lên thành 304 triệu đồng khách hàng khi mua xe Kia Morning mới sẽ được tặng một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị từ 15 đến 34 triệu đồng. So sánh giá xe Kia Morning với đối thủ. Phân khúc xe hạng A cạnh tranh quá khốc liệt đã đẩy Kia Morning không còn trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường như hồi 8 năm về trước. Nguyên nhân do một loạt đối thủ mới xuất hiện có kích thước xe rộng rãi hơn, trang bị nhiều tính năng hơn và giá bán cạnh tranh như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và VinFast Fadil Honda Brio. Chevrolet Spark hay gần đây nhất là Suzuki Celerio. Thế hệ cũ của Kia Morning chắc hẳn chúng ta đã không lạ lẫm gì nữa. Còn thế hệ mới với hai phiên bản đặc biệt GT Line và X Line là hai phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm New Morning có thiết kế thể thao, cá tính và mạnh mẽ hơn trước. New Morning X Line là phiên bản phát triển tại thị trường châu Âu với thiết kế thể thao. Trong khi đó, New Morning GT Line là phiên bản tại thị trường Hàn Quốc có thiết kế tinh tế và cá tính. Xe có 8 tùy chọn màu sắc, nội thất 2 tôn màu, khởi động nút bấm. Điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi. Hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với trang bị IBS, cân bằng điện tử, ESP, khởi hành ngang dốc, HAC. Kia Morning sử dụng động cơ sang Kappa dung tích 1.25L4 xi lanh thẳng hàng cho phép xe đạt công suất 86 mã lực và mô men xoắn 120 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sản 5 cấp. Giá xe Kia Sorento. Kia Sorento 2021 cũng mới được ra mắt, tiếp nối đàn em là Kia Seltos. Thiết kế của Sorento mới mang tính đột phá và cách mạng để gia nhập sân chơi crossover trên SUV đô thị cỡ lớn mà bấy lâu nay Hyundai Santa Fe một mình làm chủ. Ngoại thất hiện đại, hầm hố và thể thao hình khối hơn. Nội thất tiện nghi ngập tràn giúp Kia Sorento bứt phá vươn lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng doanh số xe Crossrover 5 cộng 2 trong quý 1 năm 2021. Hiện tại, Kia đang mở bán cả hai thế hệ cũ và mới song song. Thế hệ cũ có giá từ 769 triệu đồng đến 869 triệu đồng. Khách hàng chỉ cần trả trước 216 triệu đồng là có thể sở hữu ngay Kia Sorento 2021 kèm với ưu đãi giá 60 triệu và một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 77 triệu đồng. Kia Sorento 2021 thế hệ mới được nâng cấp toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm. Thiết kế thân xe vuông vắn mạnh mẽ, trường xe, cụm đèn pha bóng giải lét thanh mảnh đến đuôi xe thiết kế bo vuông như dòng hạng sang nội thất bọc. Ra sang trọng và tích hợp rất nhiều các tính năng hiện đại không hề thua kém Hyundai Santa Fe. Thậm chí, chiều dài cơ sở còn lớn hơn so với Hyundai Santa Fe cho nội thất bên trong rộng rãi hơn. Công nghệ an toàn, động cơ, hộp số và hệ khung gầm đều là thế hệ mới nhất. Kia Sorento 2021 có hai tùy chọn về động cơ: máy dầu Smartstream DNN 2.2L với 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, tích hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp; máy xăng Smartstream 2.5L với công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. cả hai bản động cơ đều có trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tại bản cao cấp, cùng 4 chế độ lái: Comfort, Eco. Smart và 3 chế độ địa hình Snow, Sun, Giá xe Kia Sedona, một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ lớn số 1 trong phân khúc hiện nay. Thế hệ mới của Kia Sedona đã cập cảng và chờ ra mắt tại thị trường Việt Nam với thiết kế mới được nâng cấp, đẹp hơn, sang trọng và tiện nghi hơn. Xét trong tầm giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, thiết kế trẻ trung và trang bị nhiều tiện nghi, nội thất rộng. Khoang chứa đồ lớn và động cơ tiết kiệm nhiên liệu thì ít có mẫu xe nào có thể cạnh tranh được với Kia Sedona. Những đối thủ như Pugel Traveller hay Fortuner phải thay đổi nhiều để quyết tâm giành lại thị phần. Tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình cao cấp. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 77 triệu đồng. Chỉ cần trả trước 204 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu ngay mẫu xe này. Thời gian kết thúc chương trình ưu đãi và giảm giá tùy thuộc vào hãng và đại lý. Fortuner có giá thấp hơn nhưng lại có ít sự lựa chọn hơn so với Kia Sedona. Còn cho Challenger thì có giá cao hơn, tiệm cận phân khúc MPV hạng sang. Vì vậy, sân chơi MPV tầm trung chỉ Kia Sedona một mình một ngựa mà gần như không có đối thủ. Là mẫu xe sở hữu nhiều điểm vượt trội, đáp ứng được nhiều tiêu chí khách hàng đặt ra với mức giá phải chăng. Thế hệ mới của dòng xe này sẽ được đổi tên thành Carnival chuẩn bị ra mắt thị trường Việt từ tháng 6 tới, muộn nhất là quý 3 năm nay. Sedona được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng và diesel. Cỗ máy diesel 2.2L CD mang đến công suất tối đa 197 mã lực tại 3.800 vòng phút và mô men xoắn 440 Nm tại 1.750 đến 2.750 vòng phút. Hộp số tự động 8 cấp cho khả năng sang số nhạy bén và mượt mà. Máy xăng 3.3L MPI cho công suất tối đa 266 mã lực tại 6.400 vòng phút và mô men xoắn 318 Nm tại 5.200 vòng phút. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước là trang bị tiêu chuẩn. Giá xe Kia Soluto Kia Soluto ra mắt chưa thực sự ấn tượng và thu hút khách hàng ở phân khúc xe hạng B. Khi mà có quá nhiều tên tuổi cạnh tranh ở phân khúc này như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda 2, Honda City, đều là những đối thủ khó nhằn. Xét về giá thì Kia Soluto có giá thấp nhất phân khúc, bản thấp nhất chỉ có giá 369 triệu đồng. Tương đương với xe hạng A, bản cao nhất cũng chỉ 469 triệu đồng. Khá rẻ cho chiếc sedan hạng B, mặc dù có giá bán thấp nhất phân khúc nhưng Kia Soluto vẫn phải chật vật để có doanh số tốt hơn. Thiết kế mang hơi hướng không có nhiều sự đổi mới như Honda City hay Hyundai Accent. Trang bị nội thất cơ bản và không có nhiều tính năng là những yếu tố mà người dùng không chuộng dòng xe này của KIA xe được trang bị động cơ xăng Kappa 1.4L. 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng phút. Đi kèm động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Ngoài ra, Kia Soluto cũng được trang bị các tiện ích hỗ trợ vận hành cơ bản như hệ thống lái trợ lực điện MDPS hệ thống treo trước kiểu MacPherson và hệ thống treo sau thanh xoắn. Giá xe Kia Cerato Trái ngược với đàn em Kia Soluto, Kia Cerato lại mang về thành công rực rỡ cho hãng xe này khi liên tục đứng top trong bảng xếp hạng xe ăn khách nhất phân khúc hạng C. Khiến cho đối thủ như Mazda 3 mặc dù đã cho ra mắt thế hệ thứ 7 nhưng đã tụt xuống vị trí số 2 trong phân khúc. Giá bán và những trang bị trên dòng xe này là điểm hấp dẫn nhất đối với khách hàng khi chỉ từ. 544 triệu đồng là sở hữu được chiếc sedan hạng C rộng rãi và giá ngang tầm xe hạng B cao cấp. Thiết kế ngoại thất trẻ trung thanh lịch phù hợp với đa số người dùng. Trang bị an toàn khá tốt và các tiện nghi bên trong nội thất đầy đủ đi kèm giá bán rẻ là vũ khí. Để Cerato đánh bại đối thủ Mazda 3 và các các đối thủ cùng phân khúc như Toyota, Corolla, Antis, Honda Civic, Hyundai Elantra xe có hai tùy chọn động cơ, động cơ sang Gamma 1.6L4 xi lanh thẳng hàng. 16 van DOHC cho công suất 128 mã lực và mô men xoắn cực đại 157 Nm. Động cơ nu 2.0 L4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC cho công suất 159 mã lực và mô men xoắn cực đại 154 Nm. Kia Cerato 2021 sẽ được kết hợp với hộp số sản 6 cấp cho bản thấp nhất và số tự động 6 cấp cho 3 phiên bản còn lại. Giá xe Kia Optima Mỗi dòng xe của Kia lại có những điểm hấp dẫn khác nhau dù xe có giá rẻ nhưng chưa chắc đã có doanh số tốt hơn các đối thủ còn lại. Kia Optima là một trong số đó, xe thuộc phân khúc hạng D. Có giá bán thấp nhất nhưng doanh số tỷ lệ thuận với giá bán. Thuộc kém hẳn so với Toyota Camry Mazda 6. Theo thông tin mới đây, trên website của Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã xuất hiện thông tin đăng kiểm của mẫu xe Kia K5 mới, còn gọi là Kia Optima với tên mã EXS4L9A1G điều này cho thấy Kia K năm 2021 gần như chắc chắn sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Phân khúc sedan hạng D là phân khúc mà có sự kén chọn khá kỹ về khả năng vận hành và độ êm ái, bền bỉ, ít hỏng vặt và tiết kiệm nhiên liệu. Những điều đó thì qua các năm tháng Toyota Camry đã đủ chứng minh và luôn dẫn đầu phân khúc. Cùng với đó là tâm lý xe Nhật ở phân khúc này cũng được người dùng ưa chuộng hơn. Kia Optima thuộc thương hiệu Hàn, xe có nhiều option hiện đại, tiện nghi và rộng rãi. Tuy nhiên, khả năng cách âm kém, giảm sóc không được êm là những nhược điểm mà Optima gặp phải khi vận hành. Cùng một vài lý do khách quan nữa nên doanh số của Kia Optima không được tốt cho lắm. Dự kiến tới đây, thế hệ mới K5, Optima được ra mắt thị trường Việt sẽ dần lấy lại được hình ảnh và doanh số tốt hơn hiện nay. Hiện tại, Kia Optima có hai tùy chọn động cơ gồm. Động cơ xăng 2.0L cho công suất 152 mã lực và mô xoắn 194 Nm. Động cơ xăng 2.4 GT Line sử dụng động cơ dung tích 2.4L mang tới sức mạnh 176 mã lực và mô men xoắn 228 Nm. Cả hai động cơ trên được ghép nối với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Giá xe Kia Rondo Mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Kia Rondo trước đây là Kia Carens với giá khá hợp lý sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Spander, Toyota Rush hay Suzuki Etiga. Tuy là dòng MPV cỡ nhỏ nhưng Kia Rondo được trang bị cả hai phiên bản động cơ xăng và động cơ dầu, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng. Kia sau lần nâng cấp thế hệ thứ ba cho tới nay thì không có nhiều cải tiến. Lực giản bớt các tiện nghi để giảm giá thành. Tăng sự cạnh tranh với các đối thủ nhưng không mang lại hiệu quả. Top doanh số vẫn thuộc về Spander, thiết kế kiểu dáng đẹp. Động cơ vận hành tốt và giá bán hợp lý. Xe được lắp ráp trong nước, kiểu dáng không có gì nổi bật, không gian nhỏ. Hàng ghế thứ ba chật trần thấp là những nhược điểm cần cải thiện. Đổi lại, Kia Ron được trang bị động cơ 2.0L mạnh mẽ nhất phân khúc, tăng tốc khá tốt so với các đối thủ. Giá xe Kia Coris hướng tới phân khúc xe hạng sang Kia Coris, Kia K9, thế hệ mới với thiết kế đột phá mang phong cách châu Âu. Ngoại thất được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Cụm đèn pha mắt LED 2 tầng nổi bật sắc nét, tản nhiệt chrome đan khít sáng bóng thân xe trường dài tương tự các dòng xe sang. Nội thất cao cấp đầy đủ tiện nghi hứa hẹn sẽ mang luồng gió mới trong phân khúc sedan hạng sang nhưng giá phải chăng khi chỉ từ 2,708 tỷ đồng. Các xe cùng phân khúc với Kia Coris có thể kể đến như Mercedes E-Class, BMW 5 Series hay Audi A6.